Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng là tống đạt một cái quyết định để mà khởi tố thêm cái là tội danh đối với là ông Nhất Nguyên, thêm cái tội là cái là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoảng 3 điều 174 Bộ luật hình sự. Tôi nói là thật sự quý vị là mượn đạo tạo đời là có ngày thôi, mượn đạo tạo đời cũng có ngày thôi, chứ thật sự đừng có nghĩ rằng đó ở rồi mình đi lừa gạt cái niềm tin của là Phật tử, ở rồi mình để mình đi kiếm ăn. Ông Nhất Nguyên là một một người đầu tiên trong cái là cái khởi tố cái như là đợt tiếp theo này, nhưng mà trong quá trình điều tra thì tôi nghĩ rằng không phải một mình ông này. Ông Nhất Nguyên là một trong những người đầu tiên là bị đang bị khởi tố thêm một tội danh, đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì bây giờ những người nào mà còn theo bảo vệ tà am chắc là tôi nghĩ rằng chắc cũng đã sáng mắt ra hết rồi. Chỉ còn có một số người mà bây giờ đó họ cố tình họ ngu thôi, chỉ cần cố tình họ ngu là họ mới được đi bảo vệ tà am thôi quý vị. Chứ còn những cái nơi này đó đáng lẽ ra là cộng đồng chúng ta phải là ủng hộ cho chính quyền, người ta làm nhanh gọn chừng nào tốt chừng nào. Chỉ có một số người bây giờ là cái như là đang cố tình là không biết, hoặc là có một cái quyền lợi của một cái thành phần thế lực nào đó rồi nhảy vô để bảo vệ tà am một cách bất chấp. Chứ tôi thấy rằng đó hiện bây giờ nó đã rõ là năm rõ 10 rồi đó, chứ nó không còn là cái gì nữa. Hiện bây giờ cái cơ quan chức năng người ta cũng đã khởi tố, người ta cũng đã cái như là ra cái quyết định khởi tố thêm cái tội danh. Hôm nay đó quý vị nhìn cái ông Nhất Nguyên này đầu tóc là bây giờ nó ra cũng xum xuê, rau cỏ thì nó ra cũng quá trời. Cho nên từ trước giờ thật sự quý vị cứ là không kiểm soát ổng là ổng cứ cạo đầu lăn bóng vậy để đi lừa cho nó dễ. Bây giờ vô đó rồi đó, là bây giờ thật sự quý vị đầu tóc nó ra, bây giờ nhìn thấy nó một trong những con người mà bây giờ đỡ lại cái đầu tóc, đỡ lại bộ râu, nhìn thấy nó hị hụng quá trời luôn, khủng khiếp thiệt. Vậy mà đi lừa người đời đó, đi lừa người đời nguyên cả một khoảng thời gian khá dài đó. Và cái nội dung của cái tờ báo này đó, tôi cũng mời quý vị cùng tôi chia sẻ ha. Người của tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội danh lừa đảo. Lê Thanh Nhất Nguyên 33 tuổi đang thụ án 4 năm tù. Bị cáo buộc giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã. Giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi. Cái gì cũng giả hết quý vị. Hồi giờ chúng ta nghe là cái gì? Hồi chúng ta nghe là hàng giả. Chứ lần đầu tiên chúng ta mới thấy là người ta còn giả cả trẻ mồ côi, giả chùa. Giả sư là có từ lâu rồi. Mà bây giờ người ta giả cả chùa, giả cả trẻ mồ côi thì quý vị thấy không? Vì cái đồng tiền thôi, vì cái đồng tiền và cái sự gọi là cái như là người ta bất chấp. Bây giờ trẻ mồ côi mà còn giá được thì tôi hỏi quý vị cái gì mà còn không giá được, đúng không? Ngày 9 tháng 7, Nhất Nguyên đang thụ án tại trại giam B30, bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự. Đó. Cái khoản này là khoản nặng đó quý vị, không phải nhẹ nha, cái khoản này là cũng nặng đấy. Cái khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự như thế này: phạm tội một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 0,7 năm đến 15 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, lợi dụng ở thiên tai dịch bệnh. Cái này thì thật sự quý vị chắc là cái chỗ ông Nhất Nguyên này nghe nó cái số tài khoản ông cũng quá trời tiền. Chỉ cần mà nó vượt cái khung là khoảng là 200 triệu là ông ốm đòn rồi, đúng không? Theo cơ quan điều tra, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và ông Lê Tùng Vân là những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước, bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà và biến nơi này thành cơ sở
thờ tự bất hợp pháp, tự xưng là tỉnh thức bồng lai, sau đó đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ. 2 năm trước, cơ quan cảnh sát, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục tiếp nhận đơn tố cáo của một số bị hại về việc những người sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vụ việc sau đó được tạm đình chỉ. Đã quý vị. Chúng có người tố cáo chứ không phải không có người tố cáo. Đó, những nạn nhân đó, những người mà cứ là cái thần tượng, cái hoa ưu đàm đó, đó, những người mà cái vô đó là cái khen ông thầy là một trong những, ông Lê Tùng Vân là một trong những thầy ông nội có đạo đức đó. Chú cho anh chán quá trời quá đó, còn anh còn không tha, anh còn chán nữa mà đạo đức đâu ra. Đấy. Còn anh còn bực mà bây giờ cứ là cái khen ông là một người đạo đức, bắt đầu bạch chui vô đó là bắt đầu là cái là cả tinh. À, rồi bắt đầu là cứ dâng tiền dâng bạc cúng chỗ chúng quý vị, chùa mà còn giá được, sư giá có thể nghe chứ còn chùa giá được, trẻ mồ côi còn giá được là bó tay. Đến đầu tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, được viện kiểm soát cung cấp phê chuẩn. Bước đầu có đủ chứng cứ để xác minh Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể thế nào chúng tôi sẽ thông tin tin sau, lãnh đạo an ninh điều tra công an tỉnh Long An nói. Đó. Cái vụ án mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản là mới là coi như là phục hồi lại đầu tháng 7 đây quý vị. Đó. Vì người ta đã có cơ sở, đã có cái bằng chứng. Và bằng chứng như thế nào, cơ sở ra sao thì cơ quan chức năng sẽ thông báo sau. Tôi nghĩ chắc là cái bài báo tới, cơ quan chức năng sẽ có những cái thông báo liên quan vấn đề này. Hồi tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Nhất Nguyên cùng các bị cáo còn lại nhận cái mức án từ 3 đến 4 năm tù. Bây giờ cái chỗ mà ông Lê Tùng Vân thì bây giờ ông cũng đang tại ngoài, đã vì lý do tuổi cao sức yếu, đây là một trong những cái là khoan hồng của pháp luật. Bây giờ tuổi cao sức yếu rồi đó, mà kiểm tra là ông cũng có những cái căn bệnh đó, thì thôi bây giờ để cho ông ở nhà. Chứ còn tôi nói thật sự quý vị, bây giờ mà thêm cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây, tôi nghĩ là nó ra cả một nùi nữa. Ra cả một nùi nữa. Cái điều mà bây giờ đó, không những bản thân tôi mà nguyên cả cộng đồng mạng ai cũng là đặt một dấu hỏi. Tại sao những người như bây giờ là cái Diễm My và cô con gái của ông bây giờ là cái như là không tìm ra. Với là ba luật sư mà bây giờ đó cũng là gọi là cái như là cũng chưa tìm ra hết mấy năm con người này ở đâu. Năm con người này là bây giờ ở đâu quý vị? Ở Diễm My tự nhiên là cũng là vì là thần tượng, vì thần tượng năm đứa trẻ bắt đầu là xuống cái như là tham quan, xuống để chơi, bắt đầu là cái như là cũng bị đưa vào một trong những cái gọi là cái vòng lẩn quẩn của là cái u mê. Quý vị không biết là còn nhớ không, cái ngày xưa mà Diễm My bắt đầu là mới vào để mà vào trong cái gọi là tà am để mà tu tập á. Cái tu tập đây phải mơ đắm ngạc ghét nha quý vị. Nhất Nguyên ra nó hỏi thì con thấy ở đây như thế nào? Thì Diễm My nó cũng trả lời ở chỗ đây con thấy là nó rất đặc biệt. Ở chỗ đây con thấy nó rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở đây quý vị là đàn ông đàn bà tu chung. Đấy là đặc biệt. Đàn ông đàn bà tu chung. Qua cái chỗ cái tà am này thì tôi nhớ còn có một chỗ nữa là đàn ông đàn bà tu chung nữa. Ở rồi nửa đêm nữa hôm là gọi lên gọi là cạo gió massage. Đấy. Cái chỗ đó, cái chỗ mà ngoài tà am ra. Tà am thì bị cơ quan chức năng người ta cũng đã vào cuộc, người ta cũng đã xử lý. Và đến bây giờ cái vụ tà am là chưa kết thúc. Nhưng mà qua cái vụ tà am này tôi nhớ còn có một chỗ là nam nữ tu chung, còn cạo gió cạo đồ nữa.
Chỗ đấy tôi nghe là nó thật sự quý vị, nghe người ta kể cũng là nó lớn lắm, nó rộng lắm, nó quy mô, nó hoành tráng lắm. Chỗ đấy cũng là một trong những cái nơi mà cũng là cũng phải cần kiểm tra xem xét lại cho kỹ. Không thể nào bây giờ mà tu đó, thật sự quý vị, cái gì chứ người ta bảo lại rằng là lửa gần rơm thì cái như lâu ngày cũng bét, đúng không? Bây giờ mà nam nữ mà ở chung trong một khu đó, thì nó dễ sinh ra nhiều cái mà thật sự mình không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Sao kiểm soát được? Tôi nói cái gì có thể kiểm soát được, nhưng liên quan đến những cái gọi là cái tình cảm, tất cả những cái là có lúc mình cũng không kiểm soát được. Tu mà bây giờ thật sự Diễm My nó còn trả lời một cái gọi là quá đặc biệt. Chỗ đây là một trong những cái nơi quá đặc biệt mà lần đầu tiên con thấy. Tôi nghĩ rằng chắc là đặc biệt là nam nữ tu chung. Rồi tối 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 bắt đầu là cái như là chọt gậy đi giao lưu. Đặc biệt gì? Bản án xác định từ năm 2019 cho đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Office. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều clip có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến công an huyện Đức Hòa, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Đến giữa tháng 4, ông Lê Tùng Vân vẫn tiếp tục bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi lẫm loạn thời điểm sống tại hộ bà Cao Thị Cúc. Cái lẫm loạn là đến bây giờ xin thưa quý vị cũng đang điều tra nghe. Lẫm loạn là cũng cũng xem thử là ngoài thầy ông nội ra thì còn có ai nữa hay không? Ngoài thầy ông nội ông tham gia vào cái lẫm loạn này thì còn có ai mà bên cạnh để mà hỗ trợ tiếp sức gì không? Hay là có tham gia chung hay không? Rồi đến bây giờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nhất Nguyên là một trong những người đầu tiên, một trong những người đầu tiên mà bị cơ quan chức năng người ta khởi tố vụ án. Rồi trong quá trình điều tra thì tôi nghĩ rằng chắc cũng không, chắc cũng những cái vị còn lại tôi nghĩ chắc cũng không thoát nổi đâu. Rồi có cò mồi không quý vị? Trong cái vụ này có cò mồi không? Đấy không? Ông Nhất Nguyên là một trong những người mà trực tiếp, còn có cò mồi không? Tôi nghĩ là cái đợt này đó, tôi cũng đang mong ngày mong đêm quý vị, mà đã điều tra là điều tra mới thành cò mồi luôn. Mới thành cò mồi mà tới quay phim để PR đó. Tà âm nói lên được là từ đâu? Tà âm nói lên được là do những kênh YouTube lớn, người ta vào đầu tiên, người ta quay, người ta PR lên. Rồi hỏi rằng những kênh đó khi mà người ta tới tận nơi để gọi là xác minh chỗ tà âm, là trẻ mồ côi họ đã xác minh kỹ chưa mà họ đứng lên họ kêu gọi, thì cũng nên mà mở rộng điều tra. Cái này liên quan đến cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, tôi nghĩ là phải mở rộng điều tra, tránh những người trong tà am mà những người đã từng tiếp cận với tà am mà có cái dấu hiệu nhận tiền từ cộng đồng, phải như vậy, phải như vậy thì thật sự nó mới là làm gương cho kẻ khác được. Làm gương cho những người mà cũng đang có cái ý đồ đó quý vị, dựng lên rồi gọi chim mồi, chim cu, chim cút tới đó, rồi nó quay nó bi a lên, nó quay nó tung lên đó, khủng khiếp không? Mấy đứa trẻ này là có mẹ hết, mấy đứa trẻ này có mẹ hết chứ không phải là trẻ mồ côi. Nhưng cũng có một số người cái kênh YouTube cũng to, cũng bự, cũng lớn đó, bắt đầu là vào ngay cái thời điểm đầu tiên đó, rồi quay lon, rồi cũng là tung hô cha dữ. Tôi nghĩ là những người đó, những người đó cũng nên đó quý vị, những người đó cũng nên là cái như là điều tra về cái bên bên những con người này nữa. Nếu như không có những con người đó thì ông Nhất Nguyên ẩm có lừa đảo được hay không, mình phải đặt một câu hỏi, đúng không ạ? Nếu không có những con người đó mà đầu tiên để mà đưa ông Nhất Nguyên lên cái nền tảng mạng xã hội thì ông Nhất Nguyên có lừa đảo được hay không? Đó là một trong những cái xin thưa quý vị, ngoài bản thân tôi nghĩ rằng chắc cũng rất nhiều vị cũng đang đặt một cái câu hỏi này.
Thế không thể một con người mà ở đâu thật sự quý vị, cộng đồng mạng không biết họ thì làm gì họ lừa đảo. Đó. Cái sau này cái kênh YouTube của là Tà Am là sau này nó mới là hình thành. Đó. Kênh YouTube Tà Am là sau này hình thành. Còn cái thời gian mà trước khi mà Tà Am lập kênh YouTube đó, đó. Rồi ai là người tiếp tay, ai là cò mồi, ai là người đưa lên để mà PR đến là tặng mây xanh luôn. Đó, toàn là trẻ mồ côi hết. Ở quý vị từ trước giờ cứ làm nó thật sự, nếu như cái vấn đề mà không có những cái đơn thư tố giác thì còn nhiều người lầm nữa. Đó. Số tài khoản mấy ông này thật sự lúc nào cũng là tin tin chứ dễ chi mà. Đó. Đó. Rồi cuối cùng sao quý vị? Đấy là những cái con sâu con ngọt đang phá hoại cái đất nước. Quá khủng khiếp. Cho nên khi mà lúc chiều đây tôi xem cái tờ báo mà người ta bảo rằng là cái như là khởi tố thêm cái tội mà cái như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với là ông Lê Thanh Nhất Nguyên, là thấy tự nhiên là nó sướng người hẳn. Thấy như vậy, những người mà gọi là mượn đạo tạo đời, giả sư giả mồ côi giả chùa giả đồ đó quý vị, nó cũng phải nên mà hốt cho nó sạch.